Hi, xin chào anh em, mình là Việt Anh. Chào mừng anh em quay trở lại với máy đo chuyên dụng và chúng ta cùng gặp nhau trong chuyên mục review dùng bưu điện. Và hôm nay thì Việt Anh sẽ mang đến cho anh em một con phan búa 3 chức năng có mã là Boss GBH2-24DFR. Vậy thì con phan này có khác gì so với con phan 2-24DRM mà mình đã làm một video trước? Hãy cùng Việt Anh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Máy khoan được đựng trong một vali nhựa vô cùng chắc chắn và đảm bảo an toàn. Ngay bây giờ thì anh sẽ khám phá sản phẩm này nhé. Đầu tiên sẽ là phần thân máy, trang bị đầu quạt SDS lớn và lắp sẵn tay cầm phụ đi kèm. Chúng ta có sách hướng dẫn dùng bằng tiếng Việt và phiếu bảo hành đi kèm. Ngoài ra, chúng ta còn có đầu kẹp cuốn khoan 13 ly. Đây là phụ kiện mà mã DRE2-24 không có. Và đây cũng là điểm khác biệt duy nhất giữa hai sản phẩm này. Như vậy với máy khoan GBH2-24DFR, anh em có thể khoan bê tông chuyên nghiệp hoặc khoan sắt, khoan gỗ bằng cách tháo lăn đầu khoan một cách dễ dàng và nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian. Boss GBH2-24DFR là máy khoan thuộc dòng Heavy Duty dành cho những em thợ xây dựng chuyên nghiệp. Máy hoạt động với công suất 790W và với 3 chế độ khoan khác nhau. Thứ nhất là khoan thường trên các vật liệu như gỗ, kim loại với tốc độ không tải từ 0 đến 930 vòng trên phút. Thứ hai là khoan búa bê tông trên các vật liệu cứng kết hợp với lực búa cho sức công phá mạnh mẽ nhờ lực đập 2,7 joule, tốc độ đập từ 0 đến 4.200 lần trên phút. Thứ ba là chế độ đục tỉa, mũi đục không xoay, chỉ tỉnh tiến có khả năng làm việc tương đương với máy đục bê tông của Boss, cho phép khoan bê tông 24mm. Khoan thường mũi khoan lõi 68mm, khoan thép 13mm và khoan gỗ 30mm. Máy có chức năng điều chỉnh tốc độ trên cò bấm và chế độ đảo chiều, tích hợp cho việc tháo hoặc là bắt vít. Sau đây, hãy cùng với anh kiểm chứng sức mạnh của GBH2-24DFR bằng cách khoan nền bê tông anh em nhé. GBH2-24DFR thực sự rất khỏe, khoan bê tông rất tốt nhờ sử dụng mũi khoan SDS Plus giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc, phù hợp với những anh em làm công trình xây dựng. Như vậy là Việt Anh vừa cùng anh em đánh giá chi tiết máy khoan búa 3 chức năng GBH2-24DFR. Máy được sản xuất tại Trung Quốc và được bảo hành cho anh em là 12 tháng. Hiện tại thì phiên bản này đang được bán tại máy đo chuyên dụng với mức giá tham khảo khoảng 3,7 triệu đồng. Còn với phiên bản 2-24DRE thì giá sẽ là 3,4 triệu đồng. Nếu như em muốn mua một trong hai loại máy này thì hãy truy cập vào website maydochuyenduong.com hoặc gọi tới hotline 0904 810 817. Còn bây giờ thì Việt Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Máy Đo Chuyên Dụng.